Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Đầu Tư Tài Chính Tự Do. Thì ngày hôm nay như thường lệ là phiên giao dịch cuối tuần, chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá phân tích về thị trường ở trong tuần qua cũng như đi qua về một số những cái mã cổ phiếu để từ đó giúp anh chị mình hiểu rõ hơn cái sự vận động của dòng tiền để có thể là chuẩn bị tốt nhất ở cho thị trường ở tuần sau. Thì anh chị nào xem video nếu thấy hay có thể là bấm like video, subscribe kênh, đăng ký kênh nếu anh chị chưa đăng ký. Ở phía dưới phần mô tả video em có để thông tin liên hệ Zalo, số điện thoại. Nếu anh chị nào muốn đồng hành cùng em ở trong group khách hàng thì có thể là kết bạn Zalo với em hoặc là anh chị mình điền thông tin và cái đường link ở phía bên trên này thì sau đó em sẽ hỗ trợ mọi người để tham gia vào group khách hàng của em để nhận được những khuyến nghị về điểm mua, điểm bán cổ phiếu cũng như những nhận định chi sâu về thị trường. Đó là một số những chia sẻ của em ha. Thì rất là cảm ơn chị đã theo dõi video này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá phân tích về thị trường ở trong tuần vừa rồi cũng như là có một số góc nhìn ở cho tuần tới. VN-Index ngày hôm nay chúng ta đóng cửa ở mức là 1238,71 điểm, tương đương với mức giảm là 0,68%. Dòng tiền thị trường thì tiếp tục luân phiên và tập trung ở các cái mã cổ phiếu trụ với độ rộng là 81 mã tăng và 355 mã giảm, thì cho thấy được là gì? Thị trường ngày hôm nay chịu một áp lực cung rất là lớn. Đầu phiên thị trường đã có những cái sự tăng điểm kéo lên nhờ vào việc kích thích các cái mã cổ phiếu trụ. Chúng ta đã nói về vấn đề này rồi. Khi mà thị trường kéo các cái mã cổ phiếu trụ đồng nghĩa với việc mặc dù là chỉ số tăng nhưng mà rất nhiều cổ phiếu ở trên thị trường vẫn giảm điểm. Bởi vì bản chất những cổ phiếu này là những mã cổ phiếu mà nó có vốn hóa lớn, ảnh hưởng rất là nhiều tới chỉ số VN-Index. Nên cái việc khi mà anh chị thấy là mặc dù là chỉ số VN-Index xanh nhưng mà chúng ta phải xem là danh mục của mình, các cái mã cổ phiếu của mình nó có thật sự là tốt, có vận động tốt so với thị trường hay không thì đó mới là điều quan trọng. Bởi vì bản chất anh chị tìm kiếm lợi nhuận là trên các cái mã cổ phiếu đó. Đó là vấn đề thứ nhất ở trong phiên ngày hôm nay, tức là cái việc kéo mã cổ phiếu trụ vẫn được diễn ra, Và cái thứ hai là thị trường ngày hôm nay tạo một cái nến spinning top, tức là đóng cửa ở giữa thân, cho thấy là có cả đuôi nến trên và đuôi nến dưới. Đuôi nến trên cho thấy là tâm lý hưng phấn từ đầu phiên của nhà đầu tư khi mà họ thấy là thứ nhất là từ chiều hướng là Dow Jones tối ngày hôm qua xanh điểm. Cái thứ hai là đầu phiên ngày hôm nay là gì? Thị trường có những cái sự đẩy giá lên bởi các cái mã cổ phiếu trụ, từ đó khiến cho rất là nhiều nhà đầu tư vẫn giữ cái tâm lý hưng phấn đó và họ gì? Họ xóa bỏ hoàn toàn những cái tâm lý nghi ngờ, lo ngại ở cái phiên dịch trước đó mà chúng ta đã làm video và nói về phiên đó, khi mà tâm lý nhà đầu tư ở giai đoạn này rất là bất ổn. Họ bị cuốn theo thị trường tăng thì họ gì? Họ lao và họ mua các cái mã cổ phiếu, thị trường giảm thì họ đi, họ lo sợ họ bán cổ phiếu ra. Cái trạng thái đó khiến cho nhà đầu tư giai đoạn này hầu như rất là khó để có thể là giao dịch một cách tốt được. Vì khi mà anh chị cứ mua bán liên tục như thế, khi mà tâm lý anh chị bị thay đổi liên tục như thế thì anh chị rất là khó để có thể cố định hay nắm giữ các cái mã cổ phiếu, hoặc là anh chị bán cổ phiếu ra để mình theo dõi thị trường một cách kỹ càng hơn. Và khi mà anh chị cuốn như thế thì rủi ro lớn nhất là gì? Là rủi ro T cộng, anh chị sẽ bị kẹp hàng T3. Đó là một trong những cái trạng thái mà giai đoạn này em thấy rất là nhiều những anh chị nhà đầu tư chúng ta bị cái trạng thái đó. Đó là một cái chúng ta cần nói trong cái phiên ngày hôm nay. Và cái kinh spinning top kèm khối lượng cao đó cho thấy cái sự giằng co giữa cung và cầu. Lượng cung đến từ những cái vùng giá cao và lượng cầu đến từ vùng giá thấp. Nếu chị theo dõi phiên buổi chiều ngày hôm nay thì cái vùng giá hỗ trợ là 1.228 cho tới 1.245 điểm đã làm tốt cái vai trò của mình. Khi mà thị trường chạm về đó thì đã có những cái lực mua đẩy giá ngược lên trở lại với khối lượng ở mức tương đối là cao. Chúng ta xem cái đồ thị 5 phút ngày hôm nay. Đây, đồ thị ngày hôm nay phiên buổi chiều mình thấy được rõ ràng là gì? Ở những cái vùng giá thấp ngay lập tức đã có một cái lực mua gom vào quanh những cái vùng giá tầm 1.228 điểm. Thì cái lượng mua gom này đến từ các cái cổ phiếu nào? Thì chắc chắn là thông thường đó sẽ là những cổ phiếu có vốn hóa lớn, blue chip, ví dụ như là gì, SI. SI ở vùng giá thấp này có lực mua gom rất là lớn đây chị Thao, đây với khối lượng rất là cao ở vùng thấp này. Thì những cái vùng mua này á, là những cái lực mua đến từ chắc chắn là thứ nhất là rất là ít đến từ phía nhà đầu tư cá nhân, và cái thứ hai chủ yếu đây là cái lượng cover hàng đến từ các tổ chức là nhiều hơn, tiếp theo là gì, chúng ta có Vietcombank nè, ngày hôm nay cũng có cái lượng mua gom giá thấp rất là lớn đây. Cũng có cái lực cầu mua gom giá thấp tương tự như cái phiên trước đó thôi. Ngày hôm nay lực cầu mua gom mà sao đẩy giá ngược lên trở lại, hay là gì, hay là có Vinhome ngày hôm nay cũng như thế nè. Vinhome ngày nay đây chị Thao, vùng giá thấp khối lượng rất là cao, thì đó cho thấy được là có một cái lực cầu tham gia ở vùng giá thấp của các cổ phiếu này. Điều này là giúp cho VN chúng ta là duy trì cái mức đóng cửa là có một cái nến rút chân lên. Nhưng mà cái nến này á, anh chị phải để cho em là nó mang cái tác dụng là gì, nó mang một cái tác dụng là kích cầu nhiều hơn, tức là gì, dụ cầu cũng như là kiểm tra cầu lượng nhà đầu tư cá nhân tham gia vào khi thị trường phục hồi có nhiều hay không. Anh chị hình dung nó tương tự cái vài giai đoạn mà thị trường đang ở vùng hỗ trợ phía dưới này nè, là 1.150 á, thì rất là nhiều như anh chị ở nhà đầu tư ở trạng thái đó, khi mà anh chị tham gia ở giai đoạn này nè thì anh chị thấy là khi mà chạm về cái vùng cầu á, là 1.150 thì có một cái lực cầu đỡ lên, có một cái lực cầu đẩy ngược lên trở lại, thì anh chị hầu như rất là an tâm ở vùng dịch đó, ở cái vùng đó, thì nó vô tình hình thành một cái vùng hỗ trợ tâm lý cho nhà đầu tư. Hỗ trợ tâm lý là sao? Hỗ trợ tâm lý là những cái vùng mà anh chị dựa vào đó để giao dịch, tức là khi mà thủng cái vùng đó thì anh chị sẽ bán cổ phiếu ra. Rất là nhiều những cái giai đoạn cũng như là gần đây em thấy được là rất là nhiều những cái room
những cái diễn đàn người ta xem cái vùng hỗ trợ 1.230 là cái vùng hỗ trợ cứng, và khi là ai cũng tin là đó là một cái vùng hỗ trợ tốt, khi mà gì thị trường cứ đánh về đó và chạm nảy bật lên, cứ đánh về đó và chạm nảy bật lên, thì nó tạo ra một cái hỗ trợ tâm lý chung. Và nếu mà thủng cái vùng hỗ trợ tâm lý đó thì nhà đầu tư tâm lý sẽ trở nên hoang mang hơn rất nhiều, và cái vùng 1.150 cái điều đó đã làm được tốt. Tức là khi mà thủng 1.150 thì nhiều anh chị nhà đầu tư bán ra, bán ra cái lượng cổ phiếu đó, thì đó là cách tốt nhất để họ có thể là rũ bỏ cái lượng nhà đầu tư cá nhân đeo bám đó, cũng như là mua gom lại cổ phiếu với cái vùng giá thấp hơn và sau đó kéo ngược lên tăng trở lại. Thì cái giai đoạn này cái vùng 1.230, cụ thể là 1.228 tới 1.230 cũng có tác dụng dạng như thế. Tức là có thể giai đoạn sắp tới chị thấy là thị trường giữ giá đi sideways tầm 2-3 phiên mà giữ giá được trên cái vùng đó, và có thể trong phiên có những thời điểm chạm về đó bật lên, chạm về đó bật lên, thì anh chị phải lưu ý cho em là cái nhịp ở phía sau này chắc chắn cái việc đánh thủng vùng đó là cần thiết để rũ bỏ anh chị nhà đầu tư. Bởi vì họ sẽ không muốn nhà đầu tư gì, tức là quan trọng ở đây là họ nuôi tâm lý, họ muốn nhà đầu tư cảm thấy cái vùng đó mạnh thì chắc chắn cái vùng đó không hề mạnh, và những cái vùng đó là những cái vùng mà để họ lợi dụng, họ rũ bỏ cái lượng lớn nhà đầu tư thôi. Đó là một cái mà chị cần lưu ý trong cái phiên chiều ngày hôm nay. Và cái yếu tố kích cầu, cái yếu tố kích cầu này cũng cho thấy là chúng ta hoàn toàn có thể chuẩn bị tinh thần cho những cái đợt bán kế tiếp. Tức là rất là khó để thị trường có thể phục hồi lên ngay, thì mình theo dõi ở giai đoạn phía sau này xem cái vận động ở cái vùng này như thế nào để mình có thể linh hoạt, để từ đó là gì, mình có thể có những cái quyết định tốt nhất cho danh mục của mình. Đó là một số cái trạng thái ở thị trường ở giai đoạn này mà chúng ta cần lưu ý. Còn xét về xu hướng chung thì thị trường vẫn đang trong một xu hướng tăng, xu hướng vẫn chưa bị bẻ gãy và đang trong cái vùng sideways của nó. Ngày hôm nay thị trường đóng cửa ở dưới cái DMA 10 là quanh vùng giá tầm 1.242 điểm, thì cho thấy một cái điều là xu hướng tạm thời trong ngắn hạn là xu hướng điều chỉnh cũng như là xu hướng sideways để kiểm tra là cái lượng cung cầu. Ngày hôm qua thì có một cái thông tin liên quan tới việc là siết tín dụng của bất động sản và chứng khoán. Thì chúng ta cũng có đánh giá sơ bộ về cái phiên ngày hôm qua mình nói qua rồi. Thì thật ra anh chị hiểu năm nay thế này, nó tác động bởi thường là hai cái yếu tố chính thôi. Yếu tố đầu tiên là việc khi siết tín dụng về ở chứng khoán hay là bất động sản, thì khi đó một trong những cái định chế, cái tác nhân đầu tiên bị ảnh hưởng đó chính là ngân hàng. Bởi vì khi mà ngân hàng bị hạn chế tín dụng thì chị hình dung là gì, là cái lợi nhuận đến từ việc cho vay, đến từ các cái tín dụng đó sẽ bị giảm đi, thì khi đó sẽ ảnh hưởng tới cái lợi nhuận của ngân hàng. Nhưng mà một cái mà chúng ta cần lưu ý là gì, ở giai đoạn gần đây thì rất là nhiều ngân hàng họ đã đa dạng hóa cái lợi nhuận cũng như là tái cơ cấu là cái lợi nhuận của mình. Họ chỉ không bị phụ thuộc vào cái nguồn lãi suất nữa, vì cái nguồn cho vay nữa, mà họ có những cái nguồn khác, ví dụ đến từ dịch vụ, đến từ việc bán bảo hiểm, bank assurance. Đó là những cái mà cho thấy được là hiện tại cái nguồn lợi nhuận của ngân hàng nó không bị phụ thuộc quá nhiều bởi tín dụng, bởi vì họ có xu hướng chuyển từ các ngân hàng truyền thống sang các ngân hàng hiện đại. Thì khi đó hầu như cái việc siết chặt tín dụng lại thì sẽ có tác động, nhưng mà không tác động quá lớn tới cái vấn đề đó. Và đó là lý do vì sao mà nhiều ngân hàng vẫn đặt được cái kế hoạch là lợi nhuận tăng trưởng rất là cao, và họ tự tin làm điều đó. Vì khi mà họ đặt kế hoạch với cổ đông ra thì họ có trách nhiệm phải thực hiện điều đó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai tác động là gì? Tác động ở đây đến trực tiếp các công ty chứng khoán, đến trực tiếp các ngân hàng về việc cho vay để mua chứng khoán. Đây là một cái mà chúng ta cần phải lưu ý. Và trong thời gian vừa qua có rất là nhiều thông tin liên quan tới vấn đề này, tức là lượng margin ở trên thị trường đang bị căng. Thì nói năm nay thế này, thực ra thị trường chúng ta đã phát triển rất nhanh ở trong năm nay. Rất là nhiều lượng tài khoản nhà đầu tư mở mới rất nhiều, dòng tiền tham gia thị trường dồi dào, thì khi đó cái nhu cầu cho vay cũng sẽ tăng. Khi nhu cầu cho vay tăng nhưng mà cái lượng cũng như là gì, cái quy mô của các công ty chứng khoán nó còn nhỏ, nó chưa đáp ứng được cái nhu cầu cho vay đó, thì chắc chắn là gì, nó phải chạm tới một cái ngưỡng giới hạn nhất định. Điều này nó sẽ kìm hãm thị trường ở trong ngắn hạn, tức là trong ngắn hạn có thể là sẽ bị tác động bởi cái việc mà thiếu lượng margin ở trên thị trường. Nhưng mà nếu xét gần đây nữa, chị để ý thì rất là nhiều những công ty chứng khoán đã bắt đầu có những cái động thái là tăng vốn. Gần đây nhất là VND bán cổ phiếu giá ưu đãi cho cổ đông để tăng vốn điều lệ. Điều này giúp làm gì, giúp cho công ty, giúp cho doanh nghiệp nó có một cái nền tảng vốn vững chắc để có thể là gia tăng cái lượng cho vay margin cũng như đảm bảo cái tỷ lệ an toàn vốn. Vì ngân hàng nhà nước họ quan tâm nhất là gì, họ sợ diễn ra những cái quá trình về bong bóng tài sản, họ sợ diễn ra những cái quá trình liên quan tới việc ngân hàng bị đổ nợ, ngân hàng cho vay quá mức ảnh hưởng tới tín dụng của toàn hệ thống ngân hàng. Khi đó sẽ đó là dễ xảy ra những cái cuộc khủng hoảng. Nếu mà ngân hàng nó không kiểm soát chặt chẽ cũng như là không làm tốt, thì khi bong bóng diễn ra rất là dễ xảy ra các cuộc khủng hoảng về ngân hàng, dẫn đến một loạt những người dân người ta rút tiền ra thì khiến các ngân hàng bị ảnh hưởng và bị phá sản. Đó là cái mà ngân hàng nhà nước họ lo ngại. Bởi vì bản chất của chứng khoán hay bản chất của bất động sản là gì? Là rủi ro nó cao. Bởi vì lợi nhuận đi kèm nó cao thì rủi ro nó cao, nên người ta cũng sẽ siết chặt. Nhưng mà ở đây nếu mà chúng ta để ý kỹ cái bài báo ngày hôm qua thì em có nói một cái vấn đề đó, là họ nói là ngân hàng nhà nước sẽ linh hoạt và tùy thuộc vào nhu cầu cũng như là điều kiện kinh tế tại thời điểm đó. Và họ không nói ra họ sẽ siết chặt cái nền kinh tế, họ sẽ siết chặt tín dụng ngay lập tức, mà họ nói là gì, họ sẽ kiểm soát một cách chặt chẽ. Ở đây một cái bài báo đính chính lại trong ngày hôm nay, tối ngày hôm qua thì em cũng mới nói cho những chị khách hàng trong room của em cái nói về vấn đề đó. Đây
Em nhấn mạnh khá là kỹ ở đây là gì? À, chúng ta nói về cái lý do vì sao mà nó cần có sự siết chặt để kiểm soát được lạm phát cũng như là bong bóng kinh tế. Cái thứ hai ở đây, tín dụng tăng trưởng theo hướng mở rộng tập trung ở đây mới nói. Và ngân hàng nhà nước điều tiết tùy vào tình hình thực tại của nền kinh tế. Tức là rõ ràng ở đây là gì, họ phải xem xét xem là đã có bong bóng hay chưa. À, đã có những cái vấn đề liên quan tới việc là gì rủi ro tín dụng diễn ra hay chưa thì họ mới kiểm soát. Và trong ngắn hạn là vẫn chưa. Tức là cái tin tức này nó sẽ có ảnh hưởng trong tương lai. À, bởi vì nếu mà anh chị hình dung là hiện tại gần đây em cũng nghe một số những thông tin liên quan tới việc là sốt đất bất động sản, à, giá tăng bất thường, giá tăng nhanh chóng gì đó thì có thể nó sẽ tạo ra những cái bong bóng về tài sản, à, bong bóng bất động sản, thì khi đó chính phủ cần có sự can thiệp vào. Bởi vì sao? Nếu không can thiệp vào thì chắc chắn sẽ dẫn tới những cái rủi ro trong tương lai hoàn toàn xảy ra những cuộc khủng hoảng tài chính. Ví dụ như 2007, 2008 ở Mỹ, à, cuộc khủng hoảng bất động sản đã khiến cho hàng loạt các ngân hàng bị ảnh hưởng nặng nề. À, đó là một trong những cái mà chị phải lưu ý cho em, và đó là lý do vì sao. À, lý do vì sao mà ở giai đoạn này cái việc này cũng là cần thiết thôi. Tức là gì, chính phủ cho thấy rằng là họ đang kiểm soát chặt chẽ cái lượng tín dụng cũng như là về cái thị trường tài chính của Việt Nam. À, còn trong ngắn hạn thì nó vẫn chưa tác động quá nhiều. Và theo thông tin em được biết thì khả năng tuần sau các công ty chứng khoán cũng sẽ mở lại cái lượng margin ở trên thị trường. À, thì điều này cũng giúp cho cái dòng tiền ở trên thị trường dồi dào hơn. Rồi, đó là cái mà chúng ta đánh giá kỹ hơn ở trong tuần này để anh chị tránh cái sự hoang mang cũng như là cái sự lo lắng nó không đúng ở theo thông tin để mình hiểu rõ hơn về bản chất của việc siết chặt tín dụng là như thế nào. Và khi nào siết thì chắc chắn chúng ta phải theo dõi sát cái động thái đến từ các ngân hàng nhà nước. Có thể là họ sẽ bắt đầu cái việc là gì? À, sẽ bắt đầu là thu lại tiền nội tệ, à, thu lại đồng tiền nội tệ để hạn chế cái lượng tiền bơm ra thị trường, à, để tránh cái việc là lạm phát gia tăng, ví dụ như thế. Hay là họ sẽ có những cái động thái liên quan tới việc là gia tăng về lãi suất, vân vân, rất nhiều cách để làm điều đó. Nhưng mà chúng ta phải xem động thái là như thế nào và đánh giá xem nó tác động tới thị trường như thế nào thì chúng ta mới có thể là đưa ra một quyết định cũng như là đưa ra những cái đánh giá một cách chính xác hơn. Rồi, đó là về thị trường. Cái thứ hai nữa là chúng ta nói một tí về cái tâm lý nhà đầu tư ở giai đoạn này. À, ngày hôm nay chúng ta sẽ dành thời gian để nói hai cái đó và một tí nữa chúng ta sẽ nói về các cái mã cổ phiếu sau. À, về tâm lý, thứ nhất là em muốn nói với anh chị là thực ra ở giai đoạn gần đây, nếu anh chị đã theo dõi video của em liên tục ở trong tuần vừa rồi cũng như những tuần trước đó, chúng ta theo dõi khá là sát thị trường bởi vì hầu như ngày nào chúng ta cũng có video. Mỗi video em đều đánh giá cho anh chị về thứ nhất về cung cầu thị trường ngày hôm đó, thứ hai là những cái chị cần lưu ý ở trong giai đoạn đó. Và có thể nói nếu chị đã theo dõi video của em ở trong suốt một tuần qua thì cái quan trọng nhất mà em thường nói với anh chị là cái việc giá và thông tin. Thông tin đã phản ánh vào giá một phần. Rất là nhiều cổ phiếu ở giai đoạn vừa rồi có kết quả kinh doanh tốt ở trong quý 1 này, được kỳ vọng. Cái thứ hai nữa là gì? Rất là nhiều cổ phiếu giai đoạn rồi có những thông tin tốt liên quan tới việc là chia cổ tức. À, chia cổ tức hay là đại hội cổ đông có những cái hứa hẹn, có những cái kỳ vọng nào đó. Đó là những cái mà gì? Cái sự kỳ vọng của nhà đầu tư vào cổ phiếu, và thị trường chứng khoán là thị trường của sự kỳ vọng. Giá cổ phiếu sẽ còn tăng nếu cổ phiếu còn kỳ vọng. Giá cổ phiếu sẽ không thể tăng được nếu cổ phiếu hết kỳ vọng hoặc là gì? Đi ngược lại, không đáp ứng được kỳ vọng. Và chị hình dung là trong thời gian vừa qua rất nhiều cổ phiếu tăng tốt. Và động thái chúng ta thực hiện ở trong suốt một tuần vừa qua là thực hiện hóa lợi nhuận các cái mã cổ phiếu đó. Mặc dù là giai đoạn đó thị trường vẫn đang trong sideways thôi. Thị trường vẫn sideways ở giai đoạn này nè. Nhưng những giai đoạn thế này là những giai đoạn mà chúng ta đã thực hiện hóa lợi nhuận các cái mã cổ phiếu tăng nóng rồi. À, bản chất là như thế. Bởi vì rõ ràng, cái mùa báo cáo tài chính đến dần là cái mùa mà chúng ta cần phải lưu ý là rất nhiều cổ phiếu đã được tăng tốt nhờ báo cáo tài chính. Đặc biệt là nhóm thép, nhóm chứng khoán giai đoạn trước cũng tăng tốt, nhóm ngân hàng giai đoạn trước cũng tăng tốt. Đó là cái mà chúng ta đã không thể phủ nhận và chúng ta đã thực hiện hóa. Ta nói ở trong những video đó. Đó là cái thứ nhất. Và chúng ta chỉ thực hiện hóa một phần thôi. Có thể là anh chị chưa chốt hết hay là anh chị đã gì đã hạ cái lượng margin gì đó. À, chúng ta không quan tâm. Nhưng mà rõ ràng, rủi ro trong thời điểm đó là có. Cái thứ hai, ở giai đoạn gần đây, khi mà anh chị hình dung á, là xuất hiện những cái cây nến mở gáp mà dạng là gì lắp gáp ở trong phiên và hai cây nến liên tục. Thì trong video ngày hôm qua em cũng nói khá rõ về cái việc gáp lắp trong phiên là gáp có lượng cung, tức là gáp mở ra là gì để kiểm định là cung cầu, và thường là họ kiểm tra xem lượng cầu như thế nào. Có nhiều loại gáp, có những gáp sinh ra không lắp lại, có những gáp sinh ra bắt buộc phải lắp lại. Và cái gáp lắp lại trong phiên là một trong những gáp cho thấy là lượng cầu rất yếu, họ không thể nào duy trì được gáp ở trong vùng đó. Lượng cung bán xuống ở vùng giá cao là mạnh, đặc biệt là cái vùng kháng cự là 1.265 điểm, mình cũng đã nói qua. Thì với việc xuất hiện hai cái nến gáp như thế thì cái nhịp điều chỉnh ngày hôm nay diễn ra hầu như rất là bình thường. Và đó là tất yếu của cung cầu khi mà anh chị thấy rõ ràng ở những cái nến trước đã thể hiện điều đó rồi. Bốn cây nến liên tục ở giai đoạn gần đây, chị thấy đây. Cây nến ngày 12 tháng 4, cây nến ngày 14 tháng 4 là hai cây nến mà anh chị thấy được là gì? Lượng cầu tham gia tốt, hấp thụ tốt, đóng cửa cao nhất ngày. Nhưng mà ngược lại, cây nến ngày 13 tháng 4, cây nến ngày 15 tháng 4 lại là hai cây nến đóng cửa thấp nhất ngày. Cây nến này có đuôi nến dưới, cây nến này có đuôi nến trên. Hoàn toàn trái ngược với nhau, bốn phiên liên tục như thế khiến cho tâm lý nhà đầu tư bị thay đổi liên tục. Thì cho thấy được một cái điều là ở đây có một cái sự phi logic. Phi logic là gì? Phi logic là việc nó không diễn ra đúng theo quy luật cung cầu. Ví dụ như sau cây nến này
thường sau cái nến ngày 12 tháng 4 phải là một cái nến tăng điểm. Vì bản chất thế là được là gì? Là cái lượng cung trước đó được hấp thụ tốt và lượng cầu đã hấp thụ hoàn toàn cái lượng cung đó, đẩy giá lên cao nhất trong ngày, bứt phá khỏi cái vùng tích lũy sideways quanh vùng giá là 1245 điểm. Cái nến ngày hôm sau mở gap tăng đáp ứng được nhu cầu, tức là đi theo đúng quy luật, nhưng mà gì? Lượng bán xuống là có. Và nó ngược lại với kỳ vọng của những nhà đầu tư đã mua ở đây. Tương tự như thế, lượng bán ra ở đây rất là mạnh, khiến cho giá đóng cửa thấp nhất ngày mở gap lắp lại, nhưng mà ngày hôm sau ngay lập tức một cái lượng cầu giá rẻ là hấp thụ vào, đẩy giá lên cao nhất ngày tiếp tục. Và ngày hôm sau lại là một phiên bán xuống. Liên tục những phiên như thế diễn ra, có sự phi logic. Và khi có sự phi logic thì chắc chắn có một cái bàn tay vô hình đã tác động vào đây. Và đó không ngoại trừ khả năng đó chính là lực bán đến từ phía các nhà đầu tư tổ chức, hay lực bán âm thầm đến từ một số những cái mã cổ phiếu ở trên thị trường. Khối lượng lớn giá không tăng, đó là rủi ro ở trong ngắn hạn. Và phiên ngày hôm nay điều chỉnh là điều bình thường, nó đáp ứng được quy luật cung cầu. Đó là cái chúng ta đã nói ở trong video trước đó. Nên cái việc mà chúng ta phải làm là gì? Là tại sao? Là chúng ta phải chủ động hơn. Rõ ràng chúng ta phải chủ động hơn trong cái quá trình mà gì? Thứ nhất là về tâm lý, và cái thứ hai là về danh mục của mình. À, khi mà chúng ta đã thực hiện hóa lợi nhuận, hay là khi mà chúng ta đã có những cái kịch bản để hạ thị trọng margin, em ví dụ như là gì? Ngày hôm qua em có viết một cái bài đánh giá, thứ nhất là về siết chặt tín dụng rồi, cái thứ hai đó là về động thái của các cái vài cổ phiếu đây. Em có nói là cái cây nến ngày 13 tháng 4, cái cây nến ngày hôm nay nó tương tự cái nến ngày 13 tháng 4, là một cái nến nó thể hiện cái gì? Cái sự phi logic. À, cái sự phi logic. Đây là cái bài báo tối ngày hôm qua em viết cho những anh chị khách hàng của mình thôi. Và em có nói về một cái điều á, ở đây. Thứ nhất là cái vấn đề về cái việc mà duy trì tài khoản cô đặc, và cái thứ hai đó là tỷ lệ margin an toàn. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái động thái trong phiên ngày hôm nay. À, một số những cái mình cần lưu ý, thứ nhất là cái việc là cái vùng 1100, cái vùng 1230 có thể được xem là cái vùng 1150 ở giai đoạn trước đó. 1230 như ngày em nói, lúc nãy em nói rồi, tức là một cái ngưỡng hỗ trợ về tâm lý. Và cái thứ hai là chúng ta phải quan sát cái động thái đầu phiên ngày mai, xuất hiện cái lượng bán tháo theo đà hay không. Và ngày hôm nay rõ ràng đầu phiên không có sự bán tháo theo đà, và thậm chí là tăng điểm. Điều này cho thấy là lượng cung bán ra hầu như được hấp thụ tốt bởi các nhà đầu tư tổ chức, cũng như là bởi các nhà đầu tư cá nhân, họ tham gia vào thị trường hấp thụ tốt và họ đẩy giá ngược lên. Và cái lượng bán chỉ xuất hiện tầm sau 10 giờ rưỡi thôi. À, lúc này thì lượng bán chủ yếu đến từ phía nhà đầu tư cá nhân, khi mà họ thấy rằng rủi ro thị trường là có. À, rủi ro thị trường là có. Thì anh chị thấy được là gì? Rõ ràng trong cùng một phiên thay tâm lý của anh chị thay đổi liên tục. Nó thay đổi liên tục như thế, và cái điều này là điều khiến cho anh chị mình có những cái hành động nó không phù hợp. Rõ ràng nếu chúng ta trước đó đã thấy rủi ro thì cái điều chúng ta cần làm thứ nhất là hạ margin, ví dụ vậy. Cái thứ hai là đưa tài khoản về tỷ lệ an toàn. Khi chúng ta theo dõi thị trường, rõ ràng chúng ta giao dịch phải có những kế hoạch như thế, và khi chúng ta hành động thì chúng ta phải tuân theo những kế hoạch đó. Có thể là có những cổ phiếu anh chị đang lỗ 2-3%, có thể là có những cổ phiếu anh chị đang lãi 20-30%, hoặc chỉ là lãi có 2-3%. Và gì? Khi mà chúng ta thứ nhất luôn luôn giữ cái danh mục của mình ở trạng thái cô đặc, dù thị trường thế nào, đó là cái quan trọng nhất rồi em nói với anh chị. Cái thứ hai là gì? À, linh hoạt với lượng margin, bởi vì margin là con dao hai lưỡi. Margin giúp anh chị gia tăng lợi nhuận, nhưng margin cũng giúp anh chị bị đổ nặng nề hơn. Nên khi mà dùng margin, thứ nhất anh chị phải đảm bảo là anh chị đã thực sự gọi là gì? Hiểu được thị trường, đã thực sự có kỹ năng giao dịch tốt hơn, thì chúng ta sử dụng margin thì đó là một công cụ tốt để chúng ta kiếm tiền. Nhưng mà nếu anh chị mới tham gia thị trường thôi, anh chị vừa mới mở tài khoản, vừa mới mua cổ phiếu thôi, vừa biết mua thôi, anh chị dùng margin, anh chị vay margin để đánh, để gia tăng lợi nhuận, để sử dụng đòn bẩy, thì nó sẽ khiến anh chị có thể là có những cái khoản thiệt hại lớn hơn những gì anh chị nghĩ. Lớn hơn gì chị? Đó là cái mà anh chị cần phải lưu ý ở giai đoạn này khi mà anh chị dùng margin. Và margin là một cái gì đó chúng ta phải linh hoạt để có thể có được kết quả tốt nhất. À, rồi, đó là cái mẹ muốn nói với anh chị về vấn đề tâm lý nhà đầu tư. Và rõ ràng tâm lý anh chị giai đoạn này rất là hoang mang. Và bốn cái trạng thái mà em nghĩ là chúng ta cần phải lưu ý ở khi mà chúng ta giao dịch á. Và vì sao mà có một câu nói là 95% nhà đầu tư là thua lỗ? Thật ra em nghĩ câu nói này nó đã nói quá lên rồi, nhưng mà nó phản ánh được một cái điều là gì? Là đa phần chúng ta bị thua là thua ở tâm lý. Thị trường nó có nhiều loại phân tích, có anh chị phân tích cơ bản, có anh chị phân tích kỹ thuật, và cũng có những nhà đầu tư, nhà giao dịch họ phân tích tâm lý. Đó là cái mà em luôn lồng ghép vào trong tất cả những video. Tâm lý ở đây là gì? Em nói đơn giản là bốn cái nỗi sợ mà chúng ta thường gặp phải khi giao dịch. Và những cái nỗi sợ này là những cái khiến cho chúng ta tạo ra những cái lỗi trong giao dịch. Ví dụ như là sợ bị sai. Anh chị mua mã cổ phiếu đó bị giảm điểm, anh chị không bán ra. Hoặc là gì? Trước khi anh chị mua cổ phiếu, anh chị đã không dám mua, anh chị sợ bị sai. Điều này khiến cho cái giá cổ phiếu đó, tức là anh chị không đưa ra được quyết định một cách quyết đoán, khiến cho giá cổ phiếu có thể là đi qua kỳ vọng của mình muốn mua, cái giá muốn mua, hoặc là giảm sâu hơn cái vùng giá mà anh chị muốn bán, thì sợ bị sai. Cái thứ hai, sợ mất tiền. Điều này ai cũng có, tham gia cứ muốn kiếm tiền, chúng ta là sợ mất tiền. Cái thứ ba là sợ bỏ lỡ cơ hội, hay còn gọi là FOMO, fear of missing out. Cái thứ tư là gì? Là sợ nhìn tài khoản đang lãi thành lỗ. Và những trạng thái tâm lý đó, bốn cái nỗi sợ đó đã khiến cho chúng ta hình thành nên cái giao dịch
Và đa phần nhà đầu tư khi giao dịch mà chúng ta còn giữ những cái nỗi sợ đó và chúng ta không cải thiện nó thì chắc chắn đối với em cái việc tìm kiếm lợi nhuận ở trên thị trường rất khó. Bởi vì bản chất ta làm thị trường họ lợi dụng bốn cái nỗi sợ đó để khiến cho anh chị mất tiền thôi. Lúc nào như thế. Những trạng thái FOMO sẽ khiến cho anh chị mình hưng phấn ở những lúc mà thị trường tăng nóng. Ở những lúc mà ai cũng có lãi, tài khoản mình chưa có lãi, lại khiến cho anh chị mình gì? Nóng vội. Chúng ta bán những danh mục cổ phiếu đang nắm giữ ra có vị thế tốt. Chúng ta tham gia một số những cổ phiếu đang tăng nóng ở những cái vùng giá cao. Ta chấp nhận đánh đổi cái rủi ro so với cái lợi nhuận và từ đó gì hoàn toàn có thể dẫn đến những cái hệ lụy không tốt khi mà chị giao dịch. Nên nói với em thì khi mà chúng ta giữ được một cái trạng thái tâm lý tốt, ổn định đầu phiên là gì, có được những kế hoạch tốt, xây dựng kế hoạch đó trước khi mà cái phiên dịch diễn ra, hay là anh chị hình dung trước được là những cái ngày, những cái gì ngày mai có thể diễn ra để mình có thể là gì có được cái hành động cụ thể thì đó chúng ta giao dịch sẽ tốt hơn. Đó là một số những cái chia sẻ của em. Thực tế thì đối với em, ở trong bất kỳ những tình huống nào cũng như là ở giai đoạn thị trường nào thì cái quan trọng nhất mà em hướng tới nhà đầu tư không phải là những cái việc liên quan tới việc là cổ phiếu nào mua hay bán, mà cái em hướng tới anh chị là được cái tâm lý giao dịch, cái trạng thái giao dịch cũng như là gì anh chị có thể trở thành một nhà giao dịch thành công. Bởi vì khi mà anh chị học được những cái đó, khi mà anh chị tìm hiểu, anh chị rút ra được những cái đó, đó là những cái đi theo anh chị lâu dài, chứ không phải là những mã cổ phiếu tăng giảm ở trong ngắn hạn, chứ không phải là những cái đợt downtrend, uptrend thị trường diễn biến tăng giảm đang xen trong một thời gian ngắn hạn điều chỉnh hay tăng gì đó. Cái quan trọng nhất là anh chị phải hiểu được bản chất của nó. Yếu tố dòng tiền chúng ta nói qua, yếu tố về tâm lý giao dịch chúng ta nói qua, yếu tố về cơ bản về kỹ thuật chúng ta đều nói qua. Điều này sẽ giúp cho anh chị mình đi một cách lâu dài hơn trên thị trường. Nên anh chị cũng lưu ý cho em về những cái vấn đề đó để mình có thể hiểu rõ hơn về giao dịch. Và đó là những cái mà em muốn chia sẻ ở trong cái đầu video ngày hôm nay, một số những cái liên quan tới yếu tố tâm lý. Và anh chị hãy nhớ cho em, bản chất của thị trường là nghịch lý. Anh chị hãy nhớ câu nói đó, bản chất của thị trường là nghịch lý. Tại sao em lại nói anh chị về câu chuyện là nhiều nhà đầu tư cá nhân là thua lỗ, đám đông là thua lỗ? Vì nó sẽ có rất là nhiều những yếu tố ở phía sau. Chắc chắn là nó không như mình nghĩ, nó không như mình nghĩ. Và nghịch lý là gì? Nghịch lý là những cái mà dường như nó mâu thuẫn và trái với những cái niềm tin thông thường mà con người cho là có lý. Nghe rất là mông lung. Nhưng mà gì? Một trong những cái nghịch lý đơn giản nhất, cơ bản nhất mà em muốn chỉ ra cho anh chị đó là anh chị luôn luôn phải làm gì? Phải giữ kỷ luật, phải giữ sự tập trung và phải tự tin. Nhưng mà lại đối với những cái gì đó không chắc chắn xảy ra trong tương lai. Vì thị trường tài chính là những cái gì đó không chắc chắn mà. Chứng khoán cũng như thế, tăng giảm. Không ai chắc chắn được là cái giao dịch của anh chị hoàn toàn thành công. Không ai chắc chắn là trong tương lai họ luôn luôn có lời, họ luôn luôn mua bán thành công các cái mã cổ phiếu. Quan trọng nhất là gì? Họ chắc chắn được một cái điều là họ đã có sẵn những kế hoạch của mình. Và họ hành động theo điều đó, họ tuân thủ kỷ luật. Họ tuân thủ, họ có sự tập trung ở trong phiên dịch, họ có sự tập trung khi mà mua bán cổ phiếu, hay là họ có sự tự tin trong lúc ra quyết định. Đó là những cái nghịch lý mà chúng ta phải tuân theo nó. Và nếu chúng ta không hiểu được những cái nghịch lý đó thì hầu như khi mà anh chị giao dịch á, anh chị sẽ thấy rất là bức rứt. Có những cổ phiếu anh chị vừa mua xong giảm, có những cổ phiếu anh chị vừa bán xong là tăng. Có những trạng thái anh chị gì không dám đặt lệnh mua cổ phiếu. Anh chị khi mà thấy muốn mua cổ phiếu đó thì lại không dám mua. Lúc giá cổ phiếu tăng lên rồi thì anh chị lại lao vào mua. Và anh chị vừa mua xong rồi lại chỉnh. Những trạng thái đó chúng ta tham gia thì chúng ta cũng cần phải có những cái để khắc phục. Rồi đó là về thị trường. Về một số những cái mẹ muốn chia sẻ. Rồi, đó là thì chung thì cái thị trường ngày hôm nay, cái video ngày hôm nay chủ yếu là em muốn nói với anh chị về cái việc là những cái nhịp điều chỉnh diễn ra trên thị trường là điều bình thường. Và khi mà anh chị thích nghi với nó, khi mà anh chị hiểu được bản chất của nó, những cái quá trình diễn ra trước đó đã cho chúng ta những cái dấu hiệu mà chúng ta cần phải có những cái hành động cụ thể trên tài khoản của mình, có những cái hành động cụ thể để quản trị rủi ro. Ở giai đoạn này, cá nhân em đánh giá thì thị trường nó sẽ dao động như em nói rồi trong video ngày hôm qua cũng nói, thị trường nó sẽ dao động trong một cái vùng biên ngắn, ở phía dưới là vùng biên là 1.228 điểm và biên trên là 1.265 điểm. Và trong ngắn hạn là có rủi ro. Rủi ro đến từ việc là mùa báo cáo tài chính sắp tới, các cổ phiếu nó cũng đã phản ánh vào giá. Rủi ro đến từ việc là áp lực cung ở vùng giá cao là cao khi mà khối lượng cao nhưng mà giá lại không tăng được. Rủi ro đến từ việc là đa phần cái lượng margin ở trên thị trường giai đoạn này đang bị ảnh hưởng cũng như là đang bị căng. Khá là gì bị hạn chế. Và những rủi ro sẽ lần lượt được giải quyết ở trong thời gian tới. Ví dụ sau mùa báo cáo tài chính, các cổ phiếu được phản ánh vào giá tốt, nó sẽ có những cái quá trình sideways tích lũy trở lại làm nền giá. Ví dụ lượng căng margin trên thị trường cũng sẽ được giải quyết nếu các công ty chứng khoán tăng vốn lên. Đó là những cái mẹ muốn nói. Hay là gì, lượng cung trên thị trường nó mạnh thì giai đoạn phía sau nếu hấp thụ lại tốt, hình thành cái vùng tích lũy tốt thì cũng sẽ được giải quyết. Tức là những cái rủi ro hiện tại trong ngắn hạn hoàn toàn có thể được giải quyết ở trong tương lai và thị trường vẫn sẽ tốt nếu mà làm được điều đó. Và cái chúng ta cần làm gì là theo dõi, là theo dõi thị trường, là có những cái hành động cụ thể, là tránh cái trường hợp hoang mang, bi quan quá mức, hưng phấn quá đà để từ đó dẫn đến cái hệ lụy không tốt.
À rồi, đó là về thị trường. À, chúng ta đánh giá một tí về các cái mã cổ phiếu mà anh chị cần quan tâm cũng như là yếu tố dòng tiền của nó. À, chúng ta cũng sẽ nói về bốn cái yếu tố chính của các nhóm ngành. Đầu tiên là với ngân hàng là Vietcombank. À, Vietcombank thì ngày hôm nay là một cổ phiếu mà có sự giảm điểm và điều này nó cũng tác động tới cái chỉ số VN-Index giảm 1,2% với khối lượng thấp hơn phiên ngày hôm qua, tức là không có hiện tượng bán tháo hay là không có hiện tượng đẩy giá sâu với cổ phiếu này. Và lượng bán ra này là được kiểm soát khá là tốt. À, với cái vùng cầu ở phía dưới hiện tại của Vietcombank là vùng giá tầm 95.x, ngày hôm trước thì vùng nền 97 đã không giữ được, thì cái vùng nền cứng như này là cái vùng mà nó chưa gãy ở giai đoạn trước đó là quanh vùng giá là tầm 95. À, đây là cái vùng hỗ trợ tương đối mạnh của nó, thì yêu cầu của nó là phải giữ được trên cái vùng giá này, phải giữ giá được trên cái vùng giá này. À, và trong ngắn hạn thì Vietcombank nó vẫn chưa hình thành những cái vùng cân bằng của nó, nên chỉ có tham gia cũng là hạn chế tham gia. Và như em nói rồi, cổ phiếu này là cổ phiếu điều tiết, nên khi mà mình tham gia thì nó cũng sẽ có những cái tính chất đặc biệt mình cần phải lưu ý, vì cổ phiếu điều tiết là những cổ phiếu mà nó được dùng để làm gì, để thao túng hay là gì, để tạo ra những cái trạng thái tâm lý chỉ số thị trường, nên khi mà mình tham gia thì mình cũng phải cuốn theo nó, bị cuốn theo nó rất là nhiều, nên khi nên đôi lúc anh chị cũng phải hạn chế tham gia những mã cổ phiếu này. Và đối với em thì khi mà tham gia những cổ phiếu này thì nó mang tính chất là trú ẩn nhiều hơn, trú ẩn nhiều hơn. Chúng ta là với BIDV, BIDV thì ngày hôm nay có phiên giảm điểm tương đối là mạnh và khối lượng cao. Thì cái việc giảm điểm mạnh với khối lượng cao này có hai trạng thái chúng ta cần lưu ý. Thứ nhất là lượng bán ra tốt. Lượng bán rất là lớn, lượng bán ra đánh thủng những cái vùng hỗ trợ phía dưới này và khiến cho BIDV phải tiến về cái vùng nền ngắn phía dưới này là cái vùng giá tầm là 41.5. Và anh chị lưu ý cho em mốc này. Mốc này có thể là mốc mà anh chị cần nhắc, có thể là canh tham gia một phần thị trọng nếu mà cổ phiếu có những yếu tố lực cầu tốt. Cái thứ hai là gì? Là cái lượng bán ra chủ yếu này á, anh chị thấy ngày hôm nay giao dịch từ 9 giờ hơn cho tới là gì? Tức là cả một phiên ngày hôm nay thì khối lượng lớn diễn ra chủ yếu là ở vùng giá thấp. Tức là lượng bán ra là chủ yếu là gì? Ở những cái vùng giá cao phía trên này là đa phần là lượng nhà tư cá nhân bán ra, và ở những vùng giá thấp này đã có một cái lực mua gom lại tốt. Khi mà giá cổ phiếu tiệm cận về những cái vùng hỗ trợ là tầm 41.5 thì mình cũng lưu ý cho em cái cây nến này. Và cái nến này thì nó cho thấy được một cái trạng thái là gì? Là khối lượng cao, nhưng mà khối lượng cao là ở vùng giá thấp, tức là có một cái lực cầu đỡ. Cầu đỡ khá là tốt. Thì đối với BIDV thì trong ngắn hạn có thể là chờ cái vùng hỗ trợ này 41.5. Nếu mà ngày mai có những cái điểm thứ hai tuần tới có những cái điểm đánh bật trở lại mà có những cái nến rút chân dạng thế này, hay là có những cái lực cầu đỡ ngay trong phiên, bằng cách là theo dõi cái chạc phúc này để chúng ta hiểu được cái điều đó. Thì khi mà thấy có cái vấn đề đó, có trạng thái đó thì mình có thể cân nhắc mình tham gia. Nhưng mà BIDV là một cổ phiếu yếu hơn thị trường, nên khi mà tham gia thì anh chị phải cân nhắc cái tỷ trọng cũng như là gì, chúng ta phải chấp nhận một cái mức rủi ro nhất định. Tiếp theo là với công thương là một cổ phiếu mà ngày hôm nay đã có cái sự phục hồi rất là tốt ở giai đoạn cuối phiên, đặc biệt là gì, trong phiên có những thời điểm nó nhúng về chạm được cái đường MA20 là quanh vùng giá tầm 44.3, và cuối phiên đã được kéo ngược lên trở lại, đóng cửa giảm khoảng 0,5% với khối lượng rất là cao, lên tới 21 triệu cổ phiếu. Giảm ít với khối lượng cao cho thấy một cái điều là gì, ngày hôm nay một cái lượng cầu tham gia ở vùng giá thấp rất là tốt đối với công thương. Đây mình nhìn mình thấy thôi, đây công thương cái lượng cầu tham gia ở vùng giá thấp này là tương đối tốt. Nhưng mà có cái điều mà chúng ta cũng cần phải theo dõi thêm cho em ngày hôm nay, tức là gì, là đầu phiên công thương nó cũng đã có những trạng thái kéo giá hưng phấn lên, kéo giá từ vùng là tầm 41, 42 kéo lên tầm 43, thì cái lượng cầu tham gia 43 giá, cái giá 43 rất là nhiều, một cây nến vào 10 giờ thì ngày hôm đó chắc chắn là cái trạng thái đó rất là nhiều anh chị nhà đầu tư cá nhân họ lao vào. Vì cái trạng thái FOMO, tâm lý FOMO. Thì khi mà anh chị lao vào như thế thì cái nhịp điều chỉnh đã diễn ra, và mặc dù có cái lượng cầu hấp thụ vào, nhưng mà rõ ràng ở đây khi mà một cái lượng lớn nhà đầu tư tham gia như thế thì những cái nhịp ở phía sau này hoàn toàn có thể là những nhịp đổ hàng T cộng, hay nhịp đổ hàng T cộng. Nên chị nào có hàng công thương cũng lưu ý cho em. Trước mắt thì công thương nó sẽ duy trì cái vùng giá hỗ trợ là vùng giá tầm 41.8. Nếu mà giữ trên mốc này, mốc 41.8 quanh 42 thì có thể lưu ý nắm giữ tiếp nếu mà chị đang có cổ phiếu. Nhưng mà nếu anh chị nào nắm giữ cổ phiếu này đã có mức lợi nhuận tốt hay là đang nắm giữ margin thì có thể cân nhắc mình hạ tỷ trọng một phần margin để mình theo dõi tiếp cái vùng này. Và giai đoạn này thì hầu như là anh chị có thể canh mua hàng với vùng giá thấp hơn. Đối với công thương thì có thể canh tham gia ở những cái vùng giá nền ở phía dưới này, tầm vùng giá là 41.5 tới 42, nếu mà có những cái mức giá chiết khấu hấp dẫn ở quanh 41 thì mình có thể canh mình tham gia với cổ phiếu này. Nhưng mà nhìn chung thì phải tùy vào tình hình thị trường. Và cá nhân em đánh giá thì em sẽ đánh giá trực tiếp cái yếu tố cung cầu trong ngày hôm đó để em có cho bắt cái cổ phiếu này hay không. Tiếp theo là với một cổ phiếu ngân hàng khác là Techcombank. Techcombank thì ngày hôm nay cũng đánh chạm về cái đường MA50, vùng hỗ trợ quanh 39.5 và bật lên trở lại. Thì với khối lượng tương đối là cao và cũng như là lực cầu tham gia bắt ở những cái vùng giá thấp tương đối là tốt. Thì với Techcombank thì đây là một cổ phiếu mà thực ra thì cái quá trình tăng của nó giai đoạn trước đó cũng không phải là quá nóng đâu, mà nó đang trong một cái trạng thái sideways thôi. Và ngày hôm qua cũng nói là trạng thái sideways của Techcombank hoàn toàn có thể có những cái điểm đánh bật về cái vùng nền dưới luôn, về cái vùng nền dưới luôn. Nên khi mà chị tham gia Techcombank giai đoạn này thì cũng phải lưu ý là nếu mà có hàng thì lưu ý là cái tỷ trọng của anh chị nắm giữ như thế nào. Vì trong những cái vùng nền này thì đối với em tỷ trọng tham gia tối đa chỉ nên là 30%. Tỷ trọng tham gia tối đa khi mà anh chị tham gia trong vùng nền chỉ nên là khoảng 30% thôi. Còn nếu anh chị đã có lãi hay là đã có vị thế trước đó và lên đây còn nắm giữ thì có thể ưu tiên thực hiện hóa một cái phần lợi nhuận. Trước mắt thì có thể canh những cái dịp hồi lên ở phía sau, mình xem vận động giá trong phiên thứ hai thế nào.
Còn hiện tại thì trong ngắn hạn, cái việc ở mua Techcombank ở trong cái vùng này là vẫn có thể cân nhắc ở cái vùng giá tầm dưới 40.5, dưới 40, quanh những cái vùng giá phía dưới đó khá là thấp ở bên dưới này. Và kỳ vọng của em là hoàn toàn có thể có những cái vùng giá tầm 38.5, 39, và khi xuất hiện những cái vùng giá đó thì mình có thể canh mình tham gia với cái tỷ trọng nhất định. Nhưng nói rồi, trong nền giá thì chị chỉ nên tham gia khoảng từ 20 tới 30% tỷ trọng của chị thôi, tỷ trọng mà chị muốn mua thôi. Tiếp theo là với VPBank. VB thì ngày hôm nay có một phiên giảm điểm tương đối khoảng 2% với khối lượng ở mức là gì? Không phải là cao đột biến so với những phiên trước đó, tức là vẫn duy trì ở mức trung bình tầm 4 phiên gần đây. Nhưng mà với cái việc mà 4 phiên gần đây duy trì khối lượng rất là cao và cao hơn trung bình 20 phiên, giá không bước lên được thì em cũng nói với anh chị rồi. Thì rủi ro mà VB có một cái nhịp rũ ngày T cộng là có, đặc biệt là trong bối cảnh cái nến ngày 12 tháng 4 là một cái nến mà cái lượng nhà đầu tư cá nhân họ tham gia rất là nhiều. Cái lượng nhà đầu tư cá nhân họ tham gia rất là nhiều ở trong phiên này, thì buộc ở giai đoạn tầm T3 hàng về thì VB hoàn toàn có thể có những nhịp test. Và trong thực tế thì phiên ngày hôm nay cũng đã đủ một cái lượng đó rồi. Nên chị lưu ý cho em cái nền ngắn hạn của VB mình theo dõi được là vùng giá tầm 47, vùng giá tầm 47 phía dưới này, xem có thể là gì, đánh rủ về những cái nền đó thì mình tham gia được khi mà có những cái yếu tố lực cầu tham gia tốt thôi. Còn nhìn chung trong ngắn hạn thì VB có thể là sẽ chịu áp lực điều chỉnh nhất định. Tiếp theo là với một phiên ngân hàng khác là MB. MB thì hiện tại mức giá chiết khấu cũng là tương đối khi mà giá cổ phiếu điều chỉnh về cái vùng hỗ trợ quanh vùng giá tầm 27.7. Ngày hôm nay cụ thể là chạm về tầm 29.8, đã có sự bật lên trở lại. Thì đối với MB thì cái nến ở giai đoạn phía trên này thì chung là không phải là cái nến có khối lượng quá là cao. Nhưng mà đối với em thì trong ngắn hạn có thể là gì? Cái mức giá chiết khấu của nó ở giai đoạn trước đó khi mà những thông tin đã ra, khi mà những thông tin về việc mà lợi nhuận kinh doanh đã ra hay là thông tin về bị chia cổ tức đã ra thì chắc chắn trong ngắn hạn nó sẽ bị phản ánh vào giá rồi. Giai đoạn bứt phá này thì giai đoạn sau này là một cái giai đoạn điều chỉnh cần thiết để rũ bỏ như anh chị nhà đầu tư cá nhân mà họ đu bám, đặc biệt là họ mua bán theo thông tin ở giai đoạn phía trên này, thì đó là cái điều cần thiết thôi. Bản chất nó là như thế, thị trường không phải cứ tăng mãi được mà chắc chắn trong những nhịp tăng phải có nhịp điều phải có nhịp điều chỉnh, và để từ đó chúng ta có thể có được những cái vị thế tốt hơn thôi. Và chị theo dõi cho em với MB giai đoạn này hỗ trợ ngắn hạn, hiện tại nó là vùng giá phía dưới này là vùng giá tầm 29.4, 29.4. Nếu mà có những cái trạng thái đánh đánh giảm đánh chạm mình những cái vùng hỗ trợ phía dưới này thì mình có thể canh để mình tham gia. Sáng nay thì chạm về hỗ trợ EMA 20 bật lên thôi. Nhưng mà mình phải xem cái vận động cung cầu ở đây thế nào, bởi vì MB ngày hôm nay thì cái lượng cầu bắt đáy ở vùng giá thấp không phải là quá cao. Cái lượng bắt ở vùng giá thấp không phải là quá cao. Chỉ là một cái trạng thái ngắn hạn khi mà thị trường định thôi. Thì có cái khi mà thị trường nó không phản ánh đúng về giá thôi thì khối lượng nó đột biến lên cao. Nhưng mà nhìn chung thì mình cũng phải theo dõi thêm cho em cái vận động ở phía sau này. Tiếp theo là với một cổ phiếu khác ở trong nhóm ngân hàng là ACB. ACB thì nhìn chung ngày hôm nay vẫn duy trì được trong cái vùng nền giá của nó, mặc dù là có cái yếu tố giảm điểm, nhưng mà đánh chạm về cái vùng hỗ trợ mà ngày hôm qua chúng ta có nói qua là cái vùng hỗ trợ quanh vùng giá tầm 32.6, và trong thực tế thì ngày hôm nay chạm đúng về tầm 32.7 giá bật lên. Nhưng mà có một điều thế này là ACB trong ngắn hạn thì anh chị hình dung là gì? Liên tục là những cái phiên giảm điểm, 3 phiên liên tiếp rồi, 3 phiên giảm điểm đỏ liên tiếp, trong đó kèm một cái nến xanh. Nhưng mà trong ngắn hạn thì có thể là áp lực điều chỉnh vẫn chưa dừng lại, và điều cần thiết của nó là một cái vùng nền giá. Có thể là một cái vùng tích lũy cũng như là một cái vùng cân bằng trở lại trước để kìm hãm là cái đà giảm. Thì nếu mà xuất hiện được một cái vùng cân bằng trở lại thì khi đó mình có thể mình cân nhắc mình tham gia giai đoạn phía sau. Vì đối với em ACB vẫn là một trong những ngân hàng mà về cái nền tảng cơ bản của nó cũng như về yếu tố kỹ thuật của nó thì em đánh giá là vẫn chưa phân phối ra, và giai đoạn phía sau này là một giai đoạn mang tính chất là gì, là rủ hàng nhiều hơn. Khi mà liên tục anh chị thấy là cứ kéo lên là giảm xuống, kéo lên là giảm xuống. Nhưng mà chúng ta vẫn phải cẩn trọng đối với cái vị thế trong ngắn hạn nếu mà chị đang có cổ phiếu này ha. Chung thì đa phần tất cả những cổ phiếu ngân hàng sắp tới sẽ được hưởng lợi từ yếu tố chia cổ tức, từ cái yếu tố chia cổ tức. Ngày hôm nay công thương cũng được công bố thông tin liên quan tới việc chia cổ tức, trong đó có 5% chia cổ tức bằng tiền. Thì đó cũng là một trong những cái trạng thái để giúp cho công thương có cái mức tăng điểm cũng là dự giá tốt so với các cổ phiếu khác ở trong nhóm ngân hàng. Nhưng mà nhìn chung đối với em rồi, trong ngắn hạn nếu mà thông tin ra thu hút cái lượng cầu nhà đầu tư tham gia vào, như công thương nãy em nói gì đó, công thương đầu phiên kéo lên giá tầm 43, kéo giá tầm 43 sau đó bị chốt ngược trở lại. Khi mà trong ngắn hạn diễn ra những quá trình đó thì hoàn toàn trong thời gian T cộng hàng về có thể có những cái nhịp mà rũ bỏ, cái nhịp rũ hàng T3 là bình thường. Nó giống như ai? Nếu anh chị là theo dõi của em trong những cái video trước đó, nó giống như một cổ phiếu á, giống như TB. Nếu mà anh chị là theo dõi video của em TB từ cái cây nến ngày hôm 13 tháng 4 là cái nến mà em có nói với anh chị về vấn đề là gì? Có hiện tượng là vũ cầu nhỏ lẻ tham gia vào. Trong thực tế là phiên ngày hôm nay là phiên T3 hàng về và cái lực bán ra rất là mạnh, bán ra rất là mạnh. Đến từ ai thôi? Chắc chắn là đến từ phía nhà đầu tư cá nhân, họ đã mua đuổi ở những vùng giá cao, đặc biệt là vùng giá tầm 30.7. Và trong thực tế sắp tới TB hoàn toàn có thể có tạo đáy ngắn hạn ở đây, quanh những cái vùng cầu ở phía dưới này là vùng giá tầm là 28.x. Trước mắt có thể là nó sẽ có những cái nhịp test lại lần thứ hai, và trong ngắn hạn thì mình theo dõi thêm cho những TB thôi. TB đang ở một cái vùng nền ở phía dưới này của nó, và sau khi mà quay về cái vùng này thì mình cũng theo dõi cái vận động lượng cầu tham gia bắt vào như thế nào. Ngày hôm nay thì khi mà lượng lớn nhà đầu tư cá nhân buộc bán ra với giá thấp hơn
thì TP nó cũng đã có những cái sự phục hồi trở lại vào cuối phiên. À, nhưng mà em nói với anh chị, nếu anh chị là theo dõi video của em ngày hôm trước thì cũng có đánh giá được rõ ràng yếu tố về việc là khi mà anh chị tham gia một cổ phiếu trong một cái trạng thái hưng phấn, một cái trạng thái FOMO ở giai đoạn này, cái rủi ro là cao như thế nào, rủi ro là cao như thế nào. Và đó là một số những cái mình cần lưu ý thêm với TP ha. Thì anh chị nào theo dõi, anh chị nào có hàng TP hoặc là anh chị nào mua hàng ở đây nè, chúng ta đu mua ở đây nè, mà hiện tại tới ba hàng về mà anh chị chưa bán ra, đang cầm lỗ, đang cầm lỗ, thì anh chị phải lưu ý em một cái điều là có thể trong ngắn hạn sắp tới nó sẽ có những nhịp đánh thủng xuống luôn, có những nhịp đánh thủng xuống luôn, hoặc là có một cái nhịp bull nhẹ lên sau đó kéo ngược lại test lại đáy thứ hai ở đây, thì mình theo dõi cho em cái vận động và phía sau đó thì mình mới ra quyết định là có xem là nên mua trung bình giá hay không, nên mua trung bình giá hay không. Giống giống kia nó đây nè, đến ngày hôm 15 tháng 1 nè, tới ba hàng về lượng bán rất là mạnh, sau đó cũng hấp thụ trở lại, nhưng mà phải xem là cái nhịp test lại phía sau như thế nào, thì mình mới cân nhắc mình tham gia. Đó là TP. Tiếp theo là với STB. Ngày hôm nay STB thì cũng có cái vận động khá là tốt, và cái vùng cầu quanh vùng giá tầm 22 của STB ngày hôm nay không bị thủng. Thế nên mặc dù cái lượng bán ra đến từ thị trường rất là mạnh, nhưng mà ngày hôm nay STB chỉ giảm khoảng là 11,1% thôi. Và với khối lượng thì cũng mức là chạm ở trung bình 20 phiên, cao hơn một tí. Thì cái vùng nền ngắn hạn của STB là vùng giá tầm là phía dưới là 22, biên trên là vùng giá 22.9. Đối với em trong cái vùng nền này thì chắc chắn là STB nó sẽ vận động tăng giảm đan xen để chủ yếu là rũ bỏ lượng cung thôi. Nếu mà xét về yếu tố cung cầu cũng như là xét về cái động thái về dòng tiền của tổ chức hiện tại thì rõ ràng STB vẫn còn nắm giữ một cái lượng tiền lớn ở trong đây, nhưng mà bị ảnh hưởng bởi yếu tố thị trường, nên chị nào có STB giai đoạn vừa rồi đã có lãi tốt thì ưu tiên có thể là quan sát cái vùng này. Nếu có những cái nhịp bull lên kéo ngược lại vùng giá tầm 23.5 thì có thể thực hiện hóa một phần cái lợi nhuận của STB, có thể là 1/2, 1/2 còn lại theo dõi vùng nền thôi. Bởi vì bản chất đó, đối với em cái vùng nền là cái vùng mà nó sẽ diễn ra cái sự giằng co đan xen liên tục. Nếu mà chị nắm full thị trọng ở vùng nền để theo dõi nền đó, thì có một cái rủi ro thứ nhất là nhật dù là cổ phiếu có tốt đi, nhưng mà anh chị sẽ bị chôn vốn trong một thời gian rất là dài. Có những cái nền giá một tuần, có những cái nền giá hai tuần, thậm chí là có những nền giá một tháng, hai tháng thì mới bứt phá được. Đó là quy luật. Nên mà anh chị bị găm vốn như thế thì bị ảnh hưởng rất là nhiều tới cái dòng tiền mà chị xoay ở trong tài khoản của mình. Và cái thứ nhất. Cái thứ hai là gì? Là trong cái trạng thái như thế, nếu anh chị nắm full tài khoản thì những cái nhịp tăng giảm đang xen đó hoàn toàn khiến cho anh chị có thể bị loại bỏ khỏi cổ phiếu hoàn toàn. Loại bỏ khỏi cổ phiếu. Bởi vì chị sẽ không chịu được áp lực nếu mà danh mục chúng ta bị lỗ. Nếu mà cổ phiếu bị giảm quá sâu, trạng thái tâm lý sẽ khiến cho anh chị mình hoang mang rất là nhiều. Nên cái việc duy trì được 1/2 lợi nhuận ở giai đoạn đó cũng như là gì, 1/2 còn lại mình theo dõi thêm, đó là một cái trạng thái giúp cho anh chị mình có thể là gì, mình theo dõi cổ phiếu một cách tốt hơn, theo dõi một cổ phiếu một cách tốt hơn ở giai đoạn phía sau thôi. Đó là một số những cái đánh giá của em về STB. Còn yếu tố dòng tiền thì cái nến ngày hôm 30 tháng 3 đã thể hiện rất là tốt sau khi mà nó break được cái kênh giảm ở phía trên này và hình thành một cái vùng sideways ngắn ở cái biên độ dưới, là mở một cái gap ra ở đây. Nhưng mà mình phải cẩn trọng với cổ phiếu này, và bất kỳ những cái điểm mới nào ở giai đoạn này thì nó cũng cần phải đảm bảo được yếu tố về nền cũng như yếu tố về nền tảng cơ bản của doanh nghiệp, để từ đó có thể là làm một cái điểm tựa chính xác để anh chị có thể tham gia cổ phiếu một cách bền vững hơn. Đó là một số những cái mà chia sẻ về STB. SHB như thế thôi. SHB ngày hôm nay tiếp tục có một cái rút chân lên khá là ảo. SHB là một cổ phiếu mà dường như trong thời gian vừa qua thì cái giá của nó không bị ảnh hưởng bởi thị trường, và nếu mà nhìn vào thanh khoản thì một ngày chỉ đó khoảng tầm 10-20 triệu cổ, thì đó là một điều mà hầu như nó không giống SHB ở giai đoạn trước đó. Chúng ta cần đánh giá kỹ hơn về cái yếu tố cung cầu ở giai đoạn này, thì SHB vẫn là một cổ phiếu mà trong trạng thái là gì, cái lượng nhà đầu tư họ còn nắm giữ cổ phiếu rất là nhiều, lượng nhà đầu tư còn nắm giữ cổ phiếu rất là nhiều, thì có thể là ở đây họ sẽ tạo ra những cái trạng thái tâm lý như vậy, và nếu tích cực nhất là nó sẽ đi sideways, đi sideways để đổ bỏ cung, nhưng mà nếu tiêu cực hơn thì nó sẽ có những nhịp đánh rũ xuống, đánh thủng nền, nó đang tạo ra một cái nền khá là vững chắc cho anh chị nhà đầu tư, thì có thể giai đoạn phía sau nó đánh thủng nền xuống thì khi đó một cái lượng lớn nhà đầu tư sẽ bán ra, thì họ có thể cover được cái lượng giá rẻ hơn. Đó là về SHB. Bên cạnh đó thì một số những cổ phiếu khác như là ngày hôm nay có Liên Việt nè. Liên Việt ngày hôm nay thông tin về việc lợi nhuận ra đã khiến cho giá cổ phiếu tăng rất là nhanh, chạm về vùng giá tầm 19.5. Mà trong thực tế nếu chị là theo dõi trong phiên thì rõ ràng Liên Việt nó cũng có những cái động thái đến từ việc kích cầu. Nó khá là giống với các cái mã cổ phiếu mà em nói với anh chị liên quan tới việc là khi mà thông tin nó ra mà nhà đầu tư họ nhỏ lẻ họ lao vào họ mua ấy. Trạng thái kích cầu như thế thì rủi ro ở trong T cộng rất là cao, tức là rủi ro T3 hiện về rất là cao. Bởi vì khi đó một cái lượng lớn nhà đầu tư tham gia như vậy thì họ sẽ không muốn. Nếu chị hình dung là họ đã dụ nhà đầu tư tham gia vào rồi thì họ cũng sẽ không muốn nhà đầu tư có lời. Họ sẽ không muốn nhà đầu tư có lời. Và khi đó anh chị phải lưu ý cho em là với cáp lực cung ngày hôm nay không đóng cửa cao nhất ngày kèm khối lượng cao, thì mình cũng phải lưu ý thêm cho em với Liên Việt ở trong thời gian sắp tới. Nếu chị được có hàng thì tôi lý là mình hạ một phần quanh vùng giá tầm trên 19. Nếu mà có mức giá chiết khấu tốt thì có thể thực hiện lợi hóa, thực hiện hóa lợi nhuận một phần, và sau đó 1/2 còn lại mình theo dõi cái nền ở phía trên này. Còn không thì nếu mua mới thì chị phải cẩn trọng cho em, nếu mà cái nền này xây lại hoặc là ít nhất là chị phải xem tới ba hàng về cái lượng test là như thế nào để mình tham gia một cách tốt hơn. Đó là về Liên Việt. Đó là một số những cổ phiếu ngân hàng mà đánh giá qua. Bên cạnh đó là một số những cổ phiếu trong nhóm ngành chứng khoán như là SI này. SI thì ngày hôm nay có một cái rút chân khá là tốt. Cái rút chân này nó xuất phát từ cái việc là yếu tố lượng cầu tham gia giá rẻ của SI. Nếu mà chị theo dõi trong phiên thì mình sẽ thấy được là gì? SI là một cổ phiếu có lượng cầu tham gia rất là tốt, liên tục ở những cái vùng giá thấp ở dưới đây. Đây, liên tục ở những cái vùng thấp ở đây.
Thì đó là cái động thái cho thấy được là cổ phiếu này trong ngắn hạn có thể có những cái nhịp kéo kéo ngược lên trở lại, tăng giá ngược trở lại. Nhưng mà nhìn chung thì với cái lượng cầu thấp thế này, lượng cầu giá rẻ thế này thì mình cũng cẩn trọng về yếu tố thị trường. Và đối với em thì SI là một cổ phiếu mà nếu mà có hay thì có theo dõi được thêm em thôi. Còn cái lượng nếu mà giai đoạn này mà anh chị với SI thì có thể cân nhắc cái vùng giá này tầm giá 34 mà giữ lại tầm vài phiên, giá là tầm vài phiên chưa bước lên ngay, vì nếu bước lên ngay thì cái trạng thái rất là giống với việc mà gì kích cầu dù họ lại tham gia vào, nên giai đoạn này thị trường nó thể nên thị trường này giai đoạn nó nên có một cái động thái gọi là gì đánh rũ thật sự. Nó chịu để cái giai đoạn này nè, cái giai đoạn 150 này nếu mà kéo lên ngay thì nó không tốt. Nếu mà những cây nến này nè bật lên là kéo lên ngay thì không tốt, bởi vì bản chất ở giai đoạn này họ đang muốn nhà đầu tư bán ra hơn là việc mua vào. Nếu mà họ kéo lên như thế thì đa phần nhà đầu tư sẽ chốt lại đầu họ thì sao, tức là gì họ bị, tức là họ sẽ có những cái trạng thái để khiến cho nhà đầu tư bi quan nhiều hơn. Và cái việc họ đánh thủng 150 đánh thủng cái vùng hỗ trợ 150 là điều cần thiết để giúp nhà đầu tư bán ra. Khi một cái lượng lớn nhà đầu tư đã kích hoạt cái lượng bán tháo thì họ hấp thụ lại hoàn toàn cái lượng hàng đó và kéo giá ngược trở lại, giai đoạn này cũng như thế thôi. Nếu chị hình dung đơn giản thế này, cái giai đoạn này là giai đoạn mà đa phần nhà đầu tư thực ra đã cẩn trọng từ những cái phiên này rồi, phiên này thì họ đã cẩn trọng rồi, họ cũng đã có những cái động thái là gì, họ rất là e sợ những điều chỉnh ra và thậm chí là họ rất là ngại điều chỉnh mà họ lại không bán ra. Và khi mà thực ra khi mà ai cũng sợ điều chỉnh, ai cũng lo điều chỉnh thì nó hoàn toàn có thể điều chỉnh thôi, vì nó muốn làm gì. Nếu mà ai cũng sợ điều chỉnh mà nó kéo lên thì không có ý nghĩa, vì khi mà anh chị đang lo sợ, anh chị đang trong một cái nỗi sợ là cổ phiếu thị trường có thể điều chỉnh hoặc sập đảo chiều, thì khi đó chỉ cần thị trường giảm thôi, tức là trạng thái tâm lý cho anh chị một lần nữa sẽ được kích hoạt đó, anh chị có thể là dẫn đến cái trạng thái bán cổ phiếu dễ dàng rất là nhiều. Đó là những cách mà họ dùng, em nói rồi, đỉnh cao trào, đỉnh thị trường chỉ tạo ra khi mà không ai biết nó là đỉnh, khi mà ai cũng đang say mê trong chiến thắng. Còn trong giai đoạn này thì hầu như cái tính chất của nó mang tính chất là một dịp điều chỉnh nhiều hơn. Và trong ngắn hạn dịp điều chỉnh này hoàn toàn có thể về là 1.200, hay thậm chí là sâu hơn, hay thậm chí là cao hơn, nó phải tùy thuộc vào cái quá trình mà retest lại cái giai đoạn này của thị trường. Ngày hôm trước mình có nói ha, rồi đó là Vini cũng như là một số những cổ phiếu. SM thì ngày hôm nay đã đánh thủng nền, đánh thủng lại cái vùng hỗ trợ ngắn của nó, cái hỗ trợ này bị thủng khá là xấu, hỗ trợ bên vùng giá tầm 32.8, mà nếu mà chị nào có hàng ngày hôm nay mà có thể canh chốt hàng buổi sáng rồi khi mà thủng 32.8. Còn ở những cái vùng phía dưới này thì nó đang về nền cũ thôi, nên hiện tại nó là vùng giá tầm là 31.5. Trong thực tế khi mà chạm về cái vùng này thì cũng đã có những yếu tố lực cầu đỡ trở lại. Đối với anh chị nào mà giai đoạn này đang nắm giữ HCM thì cũng phải lưu ý cho em một cái điều là thứ nhất là về cái vị thế giá trong ngắn hạn thì hầu như nó không có một cái lượng cầu tham gia quá lớn. Trong ngắn hạn thì hầu như không có một cái lượng cầu tham gia quá lớn. Nhưng mà xét về chu kỳ cũng như là vị thế giá thì nó đang tiệm cận về vùng đỉnh thời đại, nên nó chịu một áp lực cung ở đây là điều bình thường. Đó là điều rất là dễ hiểu. Và cũng như là chúng ta cũng cần phải theo dõi kỹ hơn để xem là cái lượng cung ở vùng kháng cự thời đại nó có đủ mạnh để thị trường đảo chiều hay không. Còn rõ ràng ở giai đoạn này nó chưa đủ lực để lên thì mình cũng không dạy vào mình nắm giữ làm gì, nhưng mình cũng theo dõi thêm trên giai đoạn phía sau thôi. Nhưng mà đây có hàng thì nên cái vùng hỗ trợ của vùng chặn lại cổ phiếu lên vùng giá tầm là 30-31.3, nếu mà giữ trên mốc đó thì mình theo dõi tiếp được với cổ phiếu này. Và nếu mà mất mốc đó thì mình phải cẩn trọng, có thể là hạ 1/2 tỷ trọng, phần còn lại mình quan sát ở dưới vùng nền tầm vùng giá là 30.3. Đó là một số những trạng thái mình cần lưu ý thêm đối với HCM ha. Nhìn chung thì HCM sẽ là một trong những doanh nghiệp mà tăng vốn, tiên phong trong việc tăng vốn. Bên cạnh đó thì có VND rồi, sắp tới có thể là SI. Những ngân khi mà các công ty chứng khoán tăng vốn đó thì cũng sẽ giống ngân hàng tăng vốn thôi, cũng sẽ được hưởng lợi từ nhiều điều, từ nhiều cái mảng để có thể là gia tăng cái phần lợi nhuận của mình. Thì đó là một trạng thái mà em đánh giá rất là cao đối với các công ty chứng khoán ha. Tiếp theo là với VND. VND thì ngày hôm nay có một cái nền rút chân rất là tốt và cho thấy được sức khỏe cổ phiếu này so với thị trường chung. Tức là hầu như trong phiên là cái áp lực điều chỉnh ra và cổ phiếu này giảm, có như thời điểm giảm về tận vùng giá là 24.5, nhưng mà cuối phiên cũng đã có cái lực cầu đẩy ngược lên rất là nhanh, kéo rất là mạnh. Nhưng mà chị phải lưu ý cho em luôn là cái lực cầu mạnh này đến từ khối lượng, không phải là quá cao đâu. Đây, cái lượng cầu mạnh này đến từ cái việc là đối với em thì nó mang tính chất là thu hút nhà đầu tư nhiều hơn, bởi vì cái lượng khối lượng nó càng cao ở những cái vùng giá càng cao. Ra nó sẽ thực sự tốt nếu mà khối lượng cao ở vùng giá thấp. Nhưng mà gì, khối lượng lại cao khi mà giá cổ phiếu tăng thì cho thấy một cái điều là lượng nhà đầu tư cá nhân có lẽ đu bám cũng không ít. Bởi vì nó đang chọn một cái lựa chọn là xanh ở trong rừng một cổ phiếu đỏ, tức là rất là nổi trội và phục hồi rất là nhanh như thế. Thì hầu như buổi chiều ngày hôm nay rất là nhiều nhà tư họ chú ý đến với VND, thì nếu mà họ kéo dạng như vậy, họ kéo dần dần một cách từ từ để cho nhà tư tham gia vào thì nó sẽ không tốt, nó không quá tốt đâu. Và chúng ta cũng theo dõi thêm cho những VND thôi. VND thì 1/2 như nói rồi, 1/2 lợi nhuận còn lại thì em sẽ để follow trend ở giai đoạn này để mình xem vận động ở giai đoạn phía sau như thế nào. 1/2 mình đã chốt ở vùng giá tầm 36 rồi. Tiếp theo là với một cổ phiếu ngân hàng khác, chứng khoán khác là có SS ngày hôm nay đã đánh rút chân lên với khối lượng tương đối là cao. SS thì nhìn chung là nó vẫn là một cổ phiếu về trong chứng khoán vẫn có những cái lực cầu đỡ vùng giá thấp rất là tốt.
Ngày hôm nay thì lực bán ra là tương đối, nhưng mà nhìn chung xét về trong ngắn hạn thì SAS vùng hỗ trợ của nó là vùng giá tầm là 28, là vùng hỗ trợ tin cậy, là vùng hỗ trợ mà trước đó nó hình thành một cái vùng sideways và bứt phá đi lên. Còn nhìn chung ở giai đoạn này khi mà nó thủng cái vùng nền ngắn ở phía trên đó, cái vùng nền ngắn tầm là 30.6 thì nó đã có cho thấy được là cái áp lực cung mạnh rồi. Và nếu trong thời gian ngắn hạn tới với cái nến rút chân này, khi mà cho thấy có cái lực cầu đỡ tốt mà nó không quay về nền cũ ở đây, không quay về cái vùng nền tầm 31-32 thì rủi ro rất là cao trong ngắn hạn nó sẽ về là 27-28 dưới này để test lại cái lượng cầu ở dưới đây. Và chắc chắn rồi, khi mà test lại cái lượng cầu dưới đây thì khả năng mà đánh thủng xuống là có, đánh thủng xuống là có, dạng dạng như cái thế này nè, đánh thủng xuống là có, để kiểm định là cũng để rũ bỏ những cái lượng nhà đầu tư theo bám thôi. Đó là với SAS ha. Một số những cổ phiếu khác ở trong những bất động sản thì mình cũng giao qua. Ngày hôm qua mình có gì đất xanh. Ở đất xanh thì ngày hôm nay là một cổ phiếu có sức mạnh giá tương đối là tốt. Ở nếu mà xét về mặt bằng chung của thị trường thì ngày hôm nay mặc dù thị trường giảm mạnh nhưng mà đất xanh ngày hôm nay chỉ giảm nhẹ thôi, giảm khoảng là 0,6% với khối lượng ở mức tương đối không phải là quá cao. Thì cái nến ngày hôm qua là một cái nến mà như nói rồi, khả năng cao là tới 3 hàng về anh chị phải bán lỗ. Đó là thực tế. Nó giống như cái nến TB thôi. Khi mà một lượng lớn nhà đầu tư họ tham gia đu bám vào thì cái rủi ro mà cổ phiếu bị rũ bỏ rất là cao. Nên mình cũng cân nhắc thêm với đất xanh ở trong giai đoạn tới, nếu anh chị đang có hàng thì hay là gì đã có mức lợi nhuận tốt hay là đang bị lỗ thì mình cũng cân nhắc xem cái lượng hàng T3 về như thế nào để mình có thể tốt nhất. Còn trạng thái này thì chắc chắn là gì, anh chị T3 hàng về có thể là phải bị bán lỗ, phải bán lỗ, bởi vì nó sẽ phải chắc là họ sẽ không muốn anh chị mình có lời, và đó là những cái cách mà để họ rũ bỏ anh chị nhà đầu tư thôi. Đây là với BDR, ngày nào mình cũng nói về cổ phiếu này và ngày nào em cũng nói là cổ phiếu này kỳ vọng của em là tiến tới 75-80. Nếu chị là xem video cũng sẽ biết rồi. Vì bản chất cổ phiếu này nó bị miễn bởi thị trường, và một cái đặc điểm chung cổ phiếu này là nó có nhiều câu chuyện phía sau hỗ trợ về giá, và có rất là nhiều câu chuyện phía sau hỗ trợ về giá. Và đó là cái lý do vì sao mà trong thời gian vừa qua chị thấy là cái giá cổ phiếu này hầu như là thao túng rất là nhiều bởi đội lái. Và giá cổ phiếu tăng giảm thì hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào ý chí đội lái cũng như là các nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ họ tham gia vào. Và với khối lượng thì giai đoạn này cũng rất là đều nhau liên tục ở trong một thời gian dài. Ngày hôm nay là một cái nó rất cao lên, nhưng mà rất cao lên như thế này thì ngày hôm nay cũng khả năng sắp tới nó phải chững giá lại tầm vài phiên. Thì nếu mà để ý, chị để ý nè, cái giai đoạn mà BDR mà nó tăng lên mà có những cái đuôi nó phía trên á, phá lên mà có đuôi nó thì thông thường giai đoạn phía sau là những giai đoạn test lại, test lại một thời gian kéo lên được tiếp. Đoạn này cũng như thế thôi, nó khá là giống thị trường thôi. Giai đoạn này thì hầu như các cái mã cổ phiếu mà đánh break dạng như thế thì đa phần đều thất bại, ở tiếp theo là với một số những cổ phiếu khác ở trong những bất động sản, như là mình có là gì, NTL. NTL ngày hôm nay đánh thủng nền, đánh thủng nền về là vùng hỗ trợ phía dưới là vùng giá tầm là 26, đó là kéo ngược trở lại. Đối với những anh chị nào mà hiện tại đã nắm giữ cổ phiếu này và chưa bán ra giai đoạn trước đó thì anh chị cũng ý thêm cho em. Cái vùng hỗ trợ phía dưới này là vùng hỗ trợ rất là cứng. Và nếu giai đoạn sắp tới mà đóng cửa dưới cái mức hỗ trợ này thì anh nên cẩn trọng với cái giá cổ phiếu đó. Còn đối với NTL thì nó vẫn nằm trong một cái nền giá. Tức là xét về mặt chung quy thì nó vẫn là nền sideways. Thì trong những cái vùng nền sideways này anh chị chỉ nên tham gia một cái tỷ trọng nhất định thôi. Và tránh trạng thái mà trong những nền sideways mà chị tham gia quá nhiều. Tham gia quá nhiều cái tỷ trọng nó, thậm chí đánh full đối với cổ phiếu này thì rủi ro rất là cao. Bởi như em nói rồi, trong vùng sideways thì cổ phiếu có quyền tăng giảm đang xen, nó không bị phụ thuộc vào cái đó. Thì nếu mà anh chị đánh một lượng full như thế thì anh chị sẽ có cái vị thế bất lợi tại khi mà chị tham gia một cổ phiếu đang sideway. Tiếp theo là với những cổ phiếu bất động sản khác mình đánh giá qua. Bên cạnh đó thì chung đối với em thì chúng ta cũng lưu ý thêm với một số những cổ phiếu dạng như là gì, DIG. DIG thì ngày hôm nay cũng về test lại nền cổ phiếu này. DIG cũng về test lại nền cổ phiếu này. Khả năng có thể là nó sẽ về test lại vùng giá tầm 27.bit. Ngày hôm trước mình cũng nói về cái quá trình test T cộng này. Ngày hôm nay DIG thì cái lượng cầu tham gia ở vùng giá thấp cũng tương đối. Ở quanh cái vùng giá tầm là 27.7 thì cái lượng cầu tham gia rất là tốt. Theo dõi cái vận động phiên thứ hai sắp tới xem như nó phản ứng thế nào với cái lượng cầu này. Nếu mà giữ giá tốt ở trên cái vùng nền này thì có thể nó sẽ tạo đáy ngắn hạn ở đây, ở quanh cái vùng cầu tầm là 27.7. Hay là một cổ phiếu khác đó chính là gì? Là CEO cũng khá là nhiều anh chị quan tâm này. Ngày hôm nay CEO chịu một lực bán rất là mạnh, và ngày hôm qua cũng nói với anh chị là ngày hôm trước đó anh chị là tham gia một số những cái cổ phiếu này thì em có nói về cái vấn đề là gì? Là cái vùng thứ nhất là cái vùng chặn lại anh chị nâng lên, là nên nâng lên cái mức giá vốn là tầm 12.6. Và cái thứ hai nữa là trong ngắn hạn thì cái vùng hỗ trợ quanh 12 khá là chắc. Và nó hoàn toàn sẽ có nhịp đánh thủng xuống 12 để rũ bỏ cái lượng lớn nhà đầu tư. Nhưng mà kỳ vọng của em CEO hoàn toàn nó phải quay về cái vùng giá trên 12 thì nó mới ổn định. Thực tế là trong ngày hôm nay đánh thủng xuống vùng 12 nhưng mà cái lượng cầu tham gia cũng rất là tốt ở đây. Nhưng mà giá cổ phiếu cuối phiên nó không kéo lên được trên 12 cũng như là không kéo được quanh 12. Thì đó là một cái mà em đánh giá không quá cao với cổ phiếu này. Chung thì trong ngắn hạn nếu mà chị nào chưa bán cổ phiếu ra thì chị cũng phải chấp nhận là gì, chúng ta theo dõi cái vùng hỗ trợ kế tiếp của nó. Có thể vùng hỗ trợ này là chị phải đánh giá chính xác là cái vùng đáy ngày hôm nay luôn, là vùng giá tầm 11.1. nếu mà chị chưa bán ra cổ phiếu này thì theo dõi cho em mức đó là mức mà chị có thể hàm 1/2 khi mà thị trường đánh thủng xuống. Và nhìn chung trong thứ hai sắp tới nếu mà có những cái gì kéo bull người trở lại quay vùng giá tầm 12 thì phải theo dõi tiếp cho em với cổ phiếu này. Vì vận động chung cổ phiếu này nó vẫn là nền giá, cái nhịp break cao lên nó chịu một áp lực bán đến từ cái gì, đến từ cái đường đỉnh cũ của nó cũng như là cái giai đoạn phía sau này là giai đoạn rũ hàng T cộng. Thì hầu như đa phần nhà đầu tư cá nhân giai đoạn vừa rồi nắm giữ cổ phiếu rất là nhiều,
Theo em được biết thì khá là nhiều anh chị nhà đầu tư cá nhân nắm giữ cổ phiếu này thì cái nhịp rũ bỏ giai đoạn này là cần thiết, nhưng mà nó bị ảnh hưởng bởi yếu tố thị trường. Có thể là nó chỉ muốn test lại tới 3 thôi, rũ lại tới 3 thôi. Rồi bởi cái yếu tố thị trường thì cái nhịp nó diễn ra sâu hơn dự kiến và nó quay trở lại gì đánh thủng vùng nền ở phía dưới này, thì mình nên cân nhắc mình nên chèn với cổ phiếu này để có cái hành động tốt nhất. Đó là một số những cổ phiếu bất động sản. Ở bên cạnh đó thì mình cũng đánh giá một tí về các mã cổ phiếu trong VN30 có MWG này. Hôm nay thì giữ giá xanh, mặc dù là ở gap giảm nhưng mà nhìn chung cuối phiên cũng được kéo ngược trở lại. Đối với MWG là một cổ phiếu mà nó mang tính chất là gì? Chúng ta nắm giữ nó thiên về trung và dài hạn nhiều hơn. Còn ở giai đoạn này của thị trường thì mình cũng phải cẩn trọng, bởi vì đây là vùng đỉnh cũ, đây là vùng đỉnh cũ cổ phiếu. Nên khi mà chị tham gia thì cũng phải cẩn trọng với cổ phiếu này. Và xét về chung quy thì về yếu tố ngắn hạn, kết quả kinh doanh của nó cũng sẽ được hưởng lợi. Và cả về những cái liên quan tới việc là những cái kỳ vọng ở trong tương lai đối với Bách Hóa Xanh thì em giá rất là cao, vì đơn giản đó là những cái cho thấy được là cái lãnh đạo cũng như đội ngũ làm việc của MWG rất là tốt, nên khi mà tham gia cổ phiếu này thì nó phù hợp với anh chị nắm giữ ngắn hạn, dư địa là vẫn còn. Theo em đánh giá là như thế, trong ngắn hạn thì sẽ chịu áp lực từ đó là điều đương nhiên. Tất cả cổ phiếu 3/4 cổ phiếu sẽ hoạt động theo riêng tiếp theo là với BNG thì ngày hôm nay đã có những cái nến tăng giảm khá là lớn, biên độ khá là lớn với khối lượng cao. Thì với cái việc tăng giảm đen sẽ thế này thì ngày hôm nay cũng mang tính chất là rũ bỏ tương đối, nhưng mà đầu phiên còn kéo, tức là vẫn còn hút một cái lượng cầu nhà đầu tư. Ngày hôm qua em cũng nói với anh chị về cái nến ngày hôm 15/4 của BNG rồi. Cái nến này khả năng khiến cho như anh chị mua đu bám ngày hôm qua là T3 hàng về phải bán lỗ. Thì gọi thêm cho em cái vùng T3 hàng về test lại của BNG như thế nào. Còn xét về vị thế giá thì đây là một cổ phiếu hiếm hoi, vẫn đang nằm ở kênh trên. Ở đây nằm ở kênh giá phía trên và cũng như đang quay của nó rất là tốt. Thì thêm cho em với cổ phiếu này đánh giá khá là cao. Nhìn chung thì cái dư địa của BNG thì chắc chắn là nó cũng sẽ bị phụ thuộc khá là nhiều vào cái tổ kinh doanh ở trong quý 1 rồi, cũng không còn quá nhiều nữa. Nên thì mình cũng thêm cho em giai đoạn này. Nếu mà mua mới thì bạn nên cân nhắc xem cái nền giá này giữ giá tầm 91.x, giữ giá tốt á, cân nhắc mua mới trở lại. Còn không thì đó là khó để mình tham gia giai đoạn này ha. Đó là một số những cổ phiếu ở trong rổ VN30 thì thêm cho em. Thì nhìn chung thì đối với em cái việc mà thứ nhất vô ngày hôm nay mục đích của em á là giúp cho anh chị mình hiểu rõ những bản chất cũng như là cái vận động thị trường ở giai đoạn này. Cái thứ hai là giúp cho anh chị mình trang bị một số những cái kiến thức liên quan tới vấn đề về tâm lý. Liên quan tới tâm lý cũng như là liên quan tới những cái trạng thái mà chúng ta cần phải chuẩn bị để cho tuần sau. Thì từ đó mình có thể có được những cái vị thế tốt nhất, cũng có được những cái trạng thái tâm lý tốt nhất để mình có kết quả giao dịch tốt hơn. Đó là một số những cái mà em muốn chia sẻ tới anh chị cũng như là để giúp cho anh chị mình có thể đồng hành, đầu tư cách lâu dài. Anh chị nào xem video nếu thấy hay có thể là bấm like video, subscribe kênh, đăng ký kênh nếu anh chị chưa đăng ký. Ở phía dưới phần mô tả video em có để thông tin liên hệ. Nếu anh chị nào muốn đồng hành cùng em ở trong room khách hàng có thể là kết bạn Zalo với em thông qua số điện thoại, hoặc là chúng ta điền vào cái link ở phía trên này. Sau đó em sẽ hỗ trợ mọi người để tham gia room khách hàng của em. Bên cạnh đó thì anh chị có thể tham gia cái room cộng đồng tư vấn miễn phí ở đây. Đây là cái room mà giúp chúng ta cập nhật những thông tin liên quan tới thị trường ở trong phiên, cũng là một số những cái mà em muốn chia sẻ, em muốn đánh giá cho anh chị nhà đầu tư của mình. Còn chung quy thì nếu anh chị nào muốn được tư vấn cụ thể hơn, tư vấn sát hơn, thì có thể tham gia được khách hàng của em thì sẽ tiện hỗ trợ cho mọi người. Rất là cảm ơn chị theo dõi video này. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị ở những video kế tiếp. Chúc anh chị buổi tối tốt lành và một tuần giao dịch thật là thành công hiệu quả ở trong tuần tới. Cảm ơn chị rất là nhiều.